cây em bán là mai vàng, cúc zin, bông đội bông. Sau khi ở nhà vườn em tự tạo giống thì em đổi tên nó là Quyên Ương, vì em có giải thích phần trước rồi là Quyên Ương là hoa liền hoa, hoa đi đôi với nhau. Các em này được nhân giống bằng phương pháp cấy mô. Và hiện tại các em này được 8 tháng tuổi, sống ở ngoài môi trường tự nhiên 100%. Mỗi một cây em bán đơn giá 800k, bao gồm phí vận chuyển, mã số 701703. Cây thước ở phía sau em có đặt là cây thước đó 40 chiều cao nha bà con. Tất cả các em này em cấy mô đều bằng đỉnh sinh trưởng hết. Chỉ duy nhất có một cây 701 này là cấy bằng một cái đoạn thân gọi là mắt, một đoạn khoảng 3 cm là cây này. Còn tất cả các cây sau này em sẽ quay là cấy bằng đỉnh sinh trưởng hết. Cấy mô thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, gen chuẩn 100%, chính xác là 99,9%, loại trừ 0,1% là nó sẽ đột biến. Mà khi nó đột biến thì nó sẽ trở thành một loại cúc khác, chứ không có bao giờ trở về 5 cánh hay là 12 cánh hay 4 cánh gì nha bà con. Hiện nay thì các em nó phát triển rất là khỏe, rất là tốt. Những cái đoạn từ đây ra đây là nó phát triển sau, nghĩa là phát triển sau khi mà được thuần và được đem ra môi trường tự nhiên trồng thì nó mới phát triển cái đoạn này. Sau đây anh sẽ tiếp tục quay hai cây khác nha bà con. Bà con để ý mã số, bà con lấy cây nào thì nhắn mã số cây đó là em biết. Mã số 702, 704. Mã số 705. Mã số 706, 707. Mã số 708, 709. Và em kết thúc video ở đây nha bà con. Phần này em bán 9 cây, mỗi một cây 800k đơn giá bao gồm phí vận chuyển. Bà con yêu liên hệ với em Hoàng Dũng 0918755712. Em nói lại đây là cúc bông đậu bông, cây zin nhân giống bằng phương pháp cấy mô 8 tháng tuổi, sống ngoài môi trường tự nhiên, hoa chuẩn 99,9%. Sau khi sản xuất, nhà vườn em đổi thành một cái tên là Quyên Ương. Thì Quyên Ương này cũng như em nói lần trước, có trùng với một tên khác ở một cái nhà vườn khác. Nhưng Quyên Ương của nhà vườn khác thì nó không giống với Quyên Ương của nhà vườn em, nó có một cái cấu trúc qua khác. Lý do gọi là Quyên Ương bởi vì hoa nó đi liền hoa, mỗi một hoa nó có hai cái hoa cùng chung một đài hoa. Đó là lý do mà tên em thay đổi tên của nó. Chào tạm biệt bà con, ai yêu liên hệ em.